Hello tất cả mọi người, là mình đây. Thì ngày hôm nay như tôi đề mọi người cũng biết là mình sẽ ra video gì ha. Ok, hôm nay thì mình sẽ báo giá cho mọi người một số cái mẫu sim mà hôm bữa mình có làm video unboxing á. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Mình có tổng cộng là 60 em, thì mình có 12 mẫu và mỗi mẫu là mình có 5 cái nha. Và đầu tiên mình sẽ lên cho mọi người cái mẫu bạch tuộc. Bạch tuộc rất cưng nha các bạn. Đây, mình bóp từng em cho mọi người xem luôn. Cái này nó chậm tan y chang nhau luôn nha. Em nào cũng cực kỳ slow nha các bạn. Và đây là cái phần em nào nó cũng có nha. Đây là kiểu cái ngoại hình của nó người ta làm á, chứ không phải là nó bị lỗi nha các bạn nhé. Đó, các bạn lưu ý giúp mình, em nào nó cũng cực kỳ slow luôn. Đó, bóp hết cho các bạn xem luôn đó. Trời, những cái em này mình nghĩ là các bạn nên sở hữu từng một em nha. Mình có để lại cho mình 3 em thì mình chơi đó, cực kỳ slow nha. Và những em này thì đồng giá đều là 18.000 hết nha các bạn. Đó, em này mình cũng sẽ bán giá là 18.000 luôn. Rất là chậm tăng luôn nha, 18.000 một em khi mua được tặng kèm bao bì luôn ha mọi người nhé. Tiếp theo thì mình có những cái em này là em mèo ngủ nha các bạn. Thì mọi người thấy là ở trong cái camera cái màu của nó rất là tím luôn, rất tím, nhưng mà ra bên ngoài nó chỉ là một cái màu tím hồng thôi các bạn. Ở ngoài là màu tím hồng nha, không phải là như trong video cái màu nó rất là tím luôn đấy. Ra ngoài những cái màu nó đẹp hơn á. Đây là những cái em đây là em mèo ngủ. Những em này rất là to nha các bạn. Những em sexy trong cái video trước mà mình unboxing thì đều là sexy size chung á, nó không phải là size mini nha, tại vì nó to cỡ 10 cm không à. Đó, rất là slow luôn nha. Em này cũng rất là slow và nó rất là sắc nét nha. Đó, mình quay từng kỹ lưỡi cho các bạn xem. Những em này thì cũng có giá là 18.000 thôi, rất là rẻ nha các bạn. Mọi người mua được cái giá này là rất là rẻ, tại vì mình cũng mua được giá rẻ nên mình bán giá ưu đãi cho các bạn đó. Chứ đợt sau thì mình cũng không biết nữa ha. Nếu mà các bạn thích thì đợt sau thì mình sẽ nhập về nhiều cho các bạn mua nha. Đó, đồng giá là 18.000, có te lắm nha mọi người. Mỗi mẫu thì mình chỉ có 5 em thôi, nên các bạn thích thì các bạn nhanh tay nha. Thấy đáng yêu trên nè. Tiếp theo thì mình sẽ lên cho mọi người những em chim cánh cụt. Em chim cánh cụt này là cũng 10 xăng nha. Ui, nó rất là mềm đó các bạn, bóp cực kỳ sướng tay luôn. Cái chất của nó làm rất là mịn, cực kỳ mịn luôn nha. Đã vậy thì nó còn mịn, nó còn mềm, nó còn chậm tăng nữa. Thì ngại gì mà chúng ta không mua một em mà chưa đến 20.000 ha các bạn nha. Nó không muốn trồi lên luôn á. Rất thơm mấy bà ơi. 18.000 một em nha. Đó, cute xỉu luôn. Mẫu nào thì mình cũng có 5 em hết nha mọi người. À, có một cái mẫu kia thì nó bị cấn nên là mình sẽ để ra. Mẫu này xinh xỉu, mình có để lại cho mình một em chim cánh cụt và một em gấu có tiếng xíu thiệt các bạn xem. Đó, 18.000 một em thôi ha. Tục em mình rất là thích luôn, đó chính là em này là em mình để tên trên Shopee là cái gì mình không nhớ đó. Nói chung là em này là em cún hay là em gấu tím gì đó các bạn. Cái màu này thì nó cũng y chang cái màu của cái em mèo ngủ kia nha các bạn. Màu rất là nhạt nhưng mà lên video nó rất là tím luôn, không hiểu sao luôn các bạn, lên video nó rất là tím luôn á. Bên ngoài nó là một màu tím pastel nha, một màu tím hồng á, nhẹ nhàng. Những em này thì chậm tăng khỏi bạn, em này có thể đứng được nha. Đó, mình có để lại cho mình một em này để mình trang trí bàn học. Cô te lắm luôn mấy bà ơi, nên sở hữu một em nha, em này mình rất là thích luôn. Nếu mà mình nhập em này về là mình đã chấm em này ngay từ điểm đầu tiên luôn. Nhưng mà nó làm rất là sắc nét nha các bạn, không có lỗi luôn đó. Em nào lỗi thì mình sẽ để ra bán cho các bạn giá rẻ hơn. Đó, em này mình sẽ bán với giá là 18.000 luôn nha. Nhưng em này rất là cute nha các bạn, tranh thủ nha, số lượng có hạn nha mọi người. Lên siêu phẩm cho mọi người luôn. Khủng long nha, trời ơi cute. Nói chung trong cái set này thì cái nào cũng cute hết mọi người. Và cái nào cũng rất là chậm tăng luôn nha. Bây giờ mình sẽ bóp cho mọi người để mọi người thấy luôn, mình sẽ không có bàn cãi nhiều nữa. Cái chất nó thì quá đã luôn. Ở đấy chưa, nhưng mày cũng rất là ủ luôn nha. Đó, cute lắm các bạn ơi. Nó rất là nhiều chi tiết nhưng mà nó không có bị lỗi luôn nha.
Đỉnh quá ta. Đó nha, em này cũng sẽ có giá là 18.000 nha. Rồi, đó mọi người thấy cute chưa? Cute thì chúng ta lên Shopee hốt lẹ đâu nha mọi người, không là kẹo hết nha. Rồi mình rồi tiếp tục là những em tiên cá nha. Cái màu này bên ngoài thì rất là hồng nhạt nha, nhưng mà lên video nó vậy. Đó. Những em này thì mình cảm giác là nó nặng tay hơn những em kia. Mà nó rất là xinh nha, chắc là nó nhiều chi tiết nên là người ta phun nhiều lớp sơn ấy. Nên là nó hơi nặng hơn một chút. Rất là mềm và chắc tăng nha các bạn. Mày không bị chê đâu mấy bạn ơi. Không biết chê em ở chỗ nào luôn. Mình chưa bao giờ nhầm một cái sexy nào mà mình ưng ý cực vậy luôn đó các bạn. Giá rẻ nè. To to hơn cái size mini á. Đó. Chậm tăng mềm chất họ đã cầm là cực kỳ sướng tay luôn nha các bạn. Một em này mình có xe bay với giá là 18 nghìn ha. Qua mẫu luôn. Rồi tiếp theo là những em siêu phẩm kỳ lân ú nu ú nằng như thế này. Nó rất là ú luôn nha các bạn. Cực kỳ ú luôn. Đó. Đây bóp đại diện cho mọi người. Rồi nó ú lắm mọi người ơi. Cầm nó rất là nặng tay luôn nha. Rất nặng tay luôn. Ở bên ngoài thì nó cũng là một cái màu hồng rất là nhạt nha. Không hiểu sao lên video cái màu video nó rất là đậm luôn á. Bên ngoài nó rất là nhạt nha các bạn. Nhưng mà thì nó thơm một mùi y chang nhau thôi, nó không có thơm nhiều ấy, nó thoang thoảng thôi các bạn. Nhưng này cũng sẽ có giá là 18 nghìn nha các bạn. Đây mình bóp cho các bạn xem là các bạn biết độ chậm tăng nha. Nói chung thì chúng ta yêu thích em nào là chúng ta mua ha. Mọi người thấy không? Từng cái đường bên của nó làm rất là đẹp luôn nha, nó không có bị nứt luôn á. Nó rất là ủ nha, nên sợ. Rồi, tiếp theo ở trong cái combo thì nó có những cái em mini như thế này. Thì đây, có hai mẫu là mẫu ếch xanh và mẫu mèo cam nha các bạn. Cute lắm các bạn ơi. Nhìn đấy, đây là đúng là cái em size mini nha các bạn. Đây. Đó. Em này phải gọi là size mini, còn em này là size trung nha. Đó, rất là cute luôn mấy bạn ơi. Rất là mềm và chậm tăng nha. Em ếch thì mình cảm thấy nó mềm và nó chậm tăng hơn. Và mình cũng thích em ếch hơn. Một em này mình sẽ có giá là 13.000 một em nha các bạn. Cái tay mình là mình mới đi học về nó mực á các bạn. Mực nó viết đó chứ không có phải bị gì đâu ha. Đó, những em này có giá đồng giá là 13.000 nha. Lên Shopee thì nó sẽ có thể tăng lên vài trăm đồng ha. Rồi em ếch xanh này cưng xỉu lắm các bạn, nó vừa cưng mà nó vừa chậm tăng nữa. Mua nhanh nha mọi người, không đâu là sẽ hết hàng ấy. Đó, 13.000 một em thôi nha. Giờ mình mẫu tiếp theo là mẫu mèo nằm. À em cún nằm chứ nhỉ. Đây, bắp cho mọi người xem độ slow luôn. Cho mọi người xem mẫu luôn chứ giờ. Mình nói thì nó cũng y chang như vậy thôi mọi người. Không biết nói gì luôn. 10 điểm luôn. Giá rẻ mà còn chậm tăng mà không có lỗi nó thì không còn gì tuyệt vời hơn ha. Ý mình cũng đồng giá là 18 nha nha mọi người. Qua mẫu nha. Và những em cục sheet kem. Đó, em này rất là mềm và chậm tăng nha các bạn. Những em này là loại mới á, nên là nó rất là lạ luôn nha. Bạn nào chưa sở hữu thì sở hữu nhanh nha. Mình nghĩ là cũng phải hơi lâu thì mới về lại. Nhưng mình cũng rất là cute nha. Mà em này mình sẽ bán với giá là 17.000 thôi nha các bạn. Tại vì nó nhỏ hơn những em kia một chút xíu. Còn lại thì không có gì để chê. Độ chậm tăng này y chang nhau thôi. Đó, 17.000 một em nha. 17.000 đó mọi người. Sắc nét chưa? Cái này mình quay bằng cam thường nha các bạn. Đó, rất là nét. Cuối cùng thì mình có những cái mẫu cún như thế này. Những em này thì nó nằm ở đầu cái hộp á các bạn. Nên là nó cái chịu va đập hơi bị nhiều. Nên là có hai em mà nó bị biến dạng một chút xíu. Bây giờ mình sẽ báo giá cái mẫu không có lỗi này. Không có này thì cũng sẽ có giá là 18.000. Nó rất là tròn chỉnh, ú na ú nu. Đó. Và cực kỳ đã tay luôn nha. Nó xuống các bạn, nó rất là mềm mịn luôn á. Đó, đã chưa? Mình em này có giá là 18.000 nha các bạn. Còn hai em này thì nó bị cấn vô bên trong á, chứ nó không có bị rách gì nha. Nó bị móp vô ấy. Tại vì nó mềm quá các bạn. Xong rồi nó còn nằm ở cái đầu set nữa, cái set hộp ấy.
nên là nó chịu móc hơi nhiều nha. Em này thì sẽ có giá là 15.500 thôi nha các bạn. Nó không có bị lỗi nha, nó chỉ bị cấn vô vẫn chơi rất là ok luôn nha. Đó. Và ok, video của mình đã kết thúc rồi. Mọi người tiếp theo này hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ nha. Bye mọi người.